Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 1, trang 122 sách giáo khoa hình học 11 đề bài số 1 của chúng ta như sau. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? Mệnh đề A. Từ vector AB bằng 3 lần vector AC suy ra vector BA bằng trừ 3 lần vector CA. Bây giờ ta cùng thực hiện xem nhé. Ta biết là vector AB thì bằng gì nhỉ? Bằng trừ vector BA. Vector AC thì bằng trừ vector CA. Như vậy, ta có vector AB bằng 3 lần vector AC. Suy ra trừ vector BA bằng trừ 3 lần vector CA. Điều này tương đương với vector BA sẽ bằng 3 lần vector CA. Trong khi mệnh đề của ta là vector BA bằng trừ 3 lần vector CA. Như vậy, mệnh đề A của ta là sai đúng không? Dấu trừ này nên bỏ đi. Ý B. Từ vector AB bằng trừ 3 lần vector AC. Ta suy ra vector CB bằng 2 lần vector AC. Ta sẽ làm như sau. Ta sẽ tách vector AB ra. Ta sẽ chèn C vào giữa. Mục đích là để xuất hiện vector CB. AB thì thành AC cộng CB bằng trừ 3 lần vector AC. Từ đó, vector CB sẽ bằng trừ 3 lần vector AC trừ vector AC bên này nữa. Thì như vậy, sẽ bằng trừ 4 lần vector AC. Trong khi người ta lại ghi bằng vector CB bằng 2 lần AC. Vector AC như vậy là B của ta cũng cũng sai. Ý tiếp theo, ý C. Vì vector AB bằng trừ 2 lần vector AC cộng 5 lần vector AD nên 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng. Đúng không nhỉ? Ta thấy ngay. Vì vector AB bằng âm 2 lần vector AC cộng 5 lần vector AD nên 3 vector AB, AC, AD của ta là 3 vector đồng phẳng. Từ đó ta suy ra 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng. Vì vậy ta suy ra đáp án C của ta là đúng. Ý cuối cùng, ý D. Nếu vector AB bằng trừ 1 phần 2 lần vector BC thì B là trung điểm của đoạn AC. Rồi, ta có như sau. Vector AB bằng trừ 1 phần 2 lần vector BC. Điều này ta suy ra vector BA sẽ bằng 1 phần 2 vector BC. Đúng không? Điều này suy ra được
A là trung điểm. BC. Đây, thầy vẽ thử các em xem nhá. Đây, vector BA đây. Có phải bằng 1 phần 2 vector BC không nhỉ? Chính xác chưa? Như vậy, đáp án D của ta đúng. À, D là sai chứ. D là sai bởi vì người ta bảo B là trung điểm AC. D là sai. Như vậy, bài 1 của ta chỉ có đáp án C là đúng thôi. Được chưa?